Dạ thưa sư, cho con hỏi tại sao Bồ Tát đã chứng sơ thiền lúc nhỏ thì sao khi có vợ thì lại có con thưa sư? Tức là tại sao chứng sơ thiền rồi lại có vợ và có con? Cái chuyện đó hết sức bình thường. Có vị tỷ kheo á chứng đến tứ thiền bát định có thần thông mà còn hoàng tục mà cũng lấy vợ sinh con, cái chuyện đó bình thường. Tại vì quý vị nhầm lẫn giữa việc chứng thiền và chứng thánh. Đây là hai việc khác nhau. Chứng thiền là khác mà chứng thánh là khác. Khi chứng thiền á thì chúng ta chỉ cách ly phiền não chứ chúng ta chưa có diệt trừ phiền não. Cho nên khi phiền não xuất hiện hoặc là khi chúng ta lơ là trong việc thực hành thì chúng ta mất thiền. Chỉ có chứng thánh là không bị mất thôi, còn chứng thiền là bị mất là chuyện bình thường. Trong trường hợp của Bồ Tát là do Bồ Tát đã lơ là không thực hành cho nên Bồ Tát đã mất thiền, thành ra là sau đó ngài lấy vợ sinh con chuyện bình thường, tại lúc đó ngài đâu có còn chứng thiền nữa đâu.